qua, những người điều khiển ô tô lưu thông qua cây cầu tạm phục vụ công trình từ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ sang xã Viên An, huyện Ứng Hòa phải cắn răng nộp một khoản phí để được qua cầu. Nhóm phóng viên Việt Nam Plus đã tìm về xã Viên An, huyện Ứng Hòa, nơi có dự án xây cầu Hòa Viên nối xã này với xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ. Nhiều năm nay, việc xây dựng cầu ngưng trệ do công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời việc vận hành cầu phao gặp nhiều vướng mắc. Xã Hòa Chính đã đề nghị chủ đầu tư và ban quản lý sử dụng cây cầu tạm phục vụ công trình để giúp người dân lưu thông thuận tiện. Tuy nhiên, bất chấp quy định cấm thu phí qua cầu, một cặp vợ chồng đã ngang nhiên lập rào chắn và yêu cầu người điều khiển ô tô đi qua phải nộp một khoản phí. Theo quan sát, hàng ngày có hàng trăm lượt ô tô lưu thông qua cầu. Mỗi lần qua, xe đều phải nộp một khoản phí là 20.000 đồng và không có bất cứ biên lai hay vé ghi nào. Làm một phép tính đơn giản, mỗi xe 20.000 đồng nhân với con số mà Phó Chủ tịch xã Hòa Chính cung cấp, khoảng 150 lượt xe. Mỗi ngày, trạm thu phí trái phép trên thu về khoảng 3 triệu. Như vậy, một năm, số tiền thu về lên tới hàng tỷ đồng. Bây giờ bọn công trình nó làm cái cầu đấy ra thì nó thu tiền. Bọn công trình mà. Thật ra là xe ô tô là không được phép đi qua cầu của nó. Cầu đấy là chỉ có ấy à? Cho phục vụ công trình của nó. Thế nên nó thu thì nó cũng chả làm gì. Dư luận có quyền đặt ra câu hỏi, vậy số tiền đó đi về đâu? Ai là người chịu trách nhiệm cho việc thu phí trái phép trên suốt 3 năm qua? Cặp vợ chồng trên rốt cuộc là ai khi có thể thầu một trạm phí tự phát thu về hàng tỷ đồng trong một thời gian dài? Liệu có sự tiếp tay cho việc làm trên của những cá nhân có chức có quyền?